lần theo những lối xưa độc đạo, chúng tôi tìm về ký ức của lịch sử, nơi mà các bậc tiền nhân đã sống và chiến đấu, để hiểu thêm về những trang sử oai hùng. Sau lớp bụi thời gian, những kỷ vật xưa vẫn bùng lên nhiệt huyết người Cộng sản, một ý chí người Việt, một khát khao độc lập, một sự thống nhất vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam. Dưới những tán rừng là những hầm hào công sự nối tiếp nhau. Trên những vách núi treo leo là những căn cứ nằm sâu trong hang đá. Căn cứ địa còn được gọi là căn cứ lòng dân. Hành trình trở về ký ức lịch sử được chúng tôi thể hiện dưới dạng ký sự nhiều tập do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thực hiện. Từ Cù Lao Dung, chúng tôi tiếp tục về tỉnh Vĩnh Long. Nhắc đến Vĩnh Long, hẳn bất kỳ ai cũng có thể liên tưởng đến một vùng sông ngòi kênh rạch chằng chịt, những vườn cây ăn trái nặng trĩu quả và những cánh đồng xanh mương mướt. Cũng giống như những vùng đất Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng mà chúng tôi đã đi qua, đã được trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trên sông, nghe minh mang câu hò điệu lý, đắm mình trong không gian văn hóa miệt vườn đậm chất Nam Bộ. Ẩn dưới không gian văn hóa miệt vườn ấy là những căn cứ kháng chiến đã che chở lực lượng cách mạng để góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc vào mùa xuân năm 1975. Hôm nay, chúng tôi về lại Vĩnh Long để viếng thăm di tích căn cứ địa Cái Ngang, là một căn cứ của tỉnh ủy Vĩnh Long đóng tại huyện Tam Bình. Cái Ngang là tên một con sông ở huyện Tam Bình. Khu vực này có một hệ thống kênh rạch chằng chịt. Nhân dân trong vùng đã sử dụng hệ thống này để tưới tiêu, phát triển sản xuất và xây dựng căn cứ chiến đấu chống quân xâm lược. Khu di tích cách mạng Cái Ngang có diện tích tổng thể hơn 10 hecta. Nơi này trước kia là khu ruộng hoang hóa, có nhiều loại cỏ mọc um tùm, cao quá đầu người. Chung quanh căn cứ được gài rất nhiều mìn, lựu đạn cùng các loại vũ khí tự tạo, biến nơi đây thành dành đai lửa, thành vùng đất chết, ngăn bước tiến quân thù. Trong khu di tích, một văn bia đã khái quát gần như trọn vẹn lịch sử của tỉnh Vĩnh Long từ lúc khai quang mở cõi năm 1732 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 1975. Mỗi sự kiện, mỗi chiến thắng mang một ý nghĩa, tầm quan trọng khác nhau, nhưng đều góp phần làm nên những trang sử hào hùng của nhân dân vùng đất Vĩnh Long nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung. Căn cứ nào cũng vậy, dù có kiên cố rộng lớn bao nhiêu, nếu không được nhân dân che chở thì đều thất bại. Căn cứ Cái Ngang cũng vậy, để tồn tại và phát triển mạnh mẽ, vươn lên đủ sức lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng cách mạng tỉnh Vĩnh Long luôn được sự che chở, đùm bọc, bảo vệ của nhân dân. Nhiều gia đình ba đời đi theo cách mạng, như gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt, có chồng và 6 người con hy sinh. Má Nguyễn Thị Tuyết có 3 người con hy sinh ở Cái Ngang. Nhưng hàng ngày, trên chiếc giỏ lãi, má vẫn đưa đón cán bộ, vận chuyển quân lương vào vùng căn cứ. Năm mươi năm đã trôi qua, di tích căn cứ cách mạng Cái Ngang vẫn là chứng tích lịch sử cách mạng hào hùng của quân và dân Vĩnh Long, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển Vĩnh Long cho giai đoạn hiện nay và tiếp theo. Đây là phần đầu tiên là phần Vĩnh Long anh hùng, giới thiệu những người con ưu tú của đất Vĩnh Long này, như đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Trần Đại Nghĩa, Mai Văn Đáng, và đặc biệt đó là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt. Thì ở phía trước mình có cái tượng của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt anh. Thăm lại cứ địa Cái Ngang lần này, đúng vào dịp cả nước đang kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 51 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời,
chúng tôi lại được dịp chứng kiến những nghĩa cử của nhân dân Vĩnh Long đối với Bác Hồ kính yêu. Theo lời mời, chúng tôi về ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, nằm cách khu di tích căn cứ Cái Ngang khoảng 4 km. Từ nhiều năm nay, chính quyền và người dân nơi đây đã duy trì một lễ giỗ rất đặc biệt để tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác đúng vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Lễ giỗ Bác năm nay tổ chức tại nhà ông Phan Thành Trưởng, người dân ở đây thường gọi là ông Ba Đời. Theo ông Ba Đời, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên gia đình ông cũng như chính quyền không tổ chức đông như mọi năm nhằm bảo đảm an toàn cho mọi người. Ông Ba Đời nguyên là chiến sĩ an ninh từ thời đánh Mỹ. Sau khi nghỉ hưu, ông xin nhận trách nhiệm chăm sóc khu lưu niệm bia truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Long cho đến ngày hôm nay. Tấm bia truyền thống của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long được xây dựng trên diện tích một công đất do gia đình ông hiến tặng. Theo lời ông kể, trong chiến tranh ấp, Danh Tấm có 21 cái đồn bóp bao vây xung quanh. Nhà ông nằm ngay trung tâm chỉ huy của Ban An ninh tỉnh ủy Vĩnh Long, chỉ cách cái đồn địch một đoạn đường ngắn. Nhân dân trong ấp vẫn kiên quyết bám giường, nuôi chiến sĩ cách mạng, chống địch đến cùng. Trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, nơi đây trở thành bàn đạp của các lực lượng vũ trang tấn công vào trung tâm tỉnh lỵ của địch. Giữa lúc quân dân phấn khởi chiến thắng, một buổi sáng, người dân Danh Tấm nghe tin Bác Hồ qua đời. Người dân ấp Danh Tấm khóc thương Bác. Không ai bảo ai, người dân trong ấp lén lút lập bàn thờ, đội tang Bác. Người dân ở đây cho rằng Bác mất vào ngày 2 tháng 9 năm 1969 dương lịch, chiếu theo ngày âm lịch là ngày 21 tháng 7 Kỷ Dậu. Theo tục xưa, người Việt cúng giỗ kỵ ngày âm lịch. Từ dạo đó, cứ đến ngày 21 tháng 7 âm lịch hàng năm, rất nhiều người dân ở huyện Tam Bình tự tổ chức cúng giỗ Bác tại nhà. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 2013, ông Ba Đời mời bạn bè trong câu lạc bộ người cao tuổi cùng tham gia tổ chức giỗ Bác cho xóm tụ. Ai có gì, hùng cái nấy. Ai không có, đến giữ cho vui là được. Thờ cũng là đạo lý, mình đã phải giữ cho ra đạo lý, chứ không thể nào bỏ được. Đó, thì bắt đầu mới là cúng. Cho nên là cũng hợp anh em lại mới bàn tán này kia nói trong được. Thì nói chung là ta đã, anh em thì trong lòng đã có sẵn rồi, bây giờ hợp lại thì đùng chèo là bắt đầu là thống nhất liền, không có cái gì khác. Thì bắt đầu cúng rồi. Cúng đám giỗ đầu tiên đó thì cũng hơi vất vả, là vì trong tay không có đồng chí nào có tiền hết trơn. Thì người mới chúm lại làm cũng to nha, mấy chục bàn. Thì năm làm lớn thì mình có thi mời là chừng khoảng là 200 khách. Năm nào là ít thì cũng khoảng chừng hơn 100. Năm nào cũng duy trì được cái vỏ đó. Đây cũng là dịp để mọi người tề tụ khu vực bia truyền thống lực lượng công an, vừa ôn lại truyền thống bất khuất của địa phương, lại vừa thỏa mãn tâm nguyện cúng giỗ Bác Hồ của mọi người. Thế là thành lệ, cứ vào ngày 2 tháng 9 là các ông cũng tụ hội về đây làm nghĩa cử thiêng liêng với vị cha già dân tộc. Thì ở đây dân ta đồng tình, càng ngày ít mà càng ngày càng nhiều, đồng tình để giỗ Bác. Chi dỗ đây để cho thế hệ mai sau này thấy là để làm dỗ Bác. Còn đến cái người mà đến dự dỗ tổ Bác đó, thì người ta có gà, có vịt, có bánh trái, có trái cây, rồi người nào có tiền thì ba sẽ ủng hộ tiền để làm cho cái dỗ Bác nó thêm cái phần long trọng hơn và nó sẽ chu đáo hơn. Chúng tôi thiết nghĩ việc lập bàn thờ Bác Hồ và tổ chức lễ dỗ hàng năm không chỉ được gia đình ông Ba Đời tổ chức, mà còn có sự chung tay của chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân nơi đây, đã trở thành hoạt động vô cùng ý nghĩa. Không chỉ riêng gia đình ông Ba Đời và đồng đội của ông tưởng nhớ tới Bác, mà rất nhiều nơi trên mảnh đất chính rồng đều nghĩa cử thiêng liêng này đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự xong đám giỗ Bác ở nhà ông Ba Đời, chúng tôi đi tiếp về khóm 9, thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cách nhà ông Ba Đời khoảng hơn 30 km, cũng để tham dự đám giỗ Bác do gia đình bà Cao Thị Mừng,
cùng nhiều ban ngành, đoàn thể, bà con nhân dân của huyện Càng Long tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gia đình bà Cao Thị Mừng tổ chức cúng giỗ Bác đều đặn kể từ khi Bác mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 đến nay. Theo bà Cao Thị Mừng, bà là con gái của ông Cao Văn Đằng. Lúc nghe tin Bác Hồ mất, cha của bà là ông Cao Văn Đằng khóc thương Bác khôn nguôi. Ngày hôm sau, ông lập bàn thờ Bác trong nhà. Lúc đó, nhà ông Đằng trong vùng tạm chiếm, cách đồn địch chỉ vài trăm mét. Không có ảnh Bác Hồ để thờ, ông Đằng lấy con tem có in ảnh Bác để bí mật trên bàn thờ Bác hương khói hàng ngày. Sau này, trước khi ông qua đời, ông luôn căn dặn các con nhớ duy trì lễ cúng giỗ Bác hàng năm. Thực hiện lời dặn của ba, nhiều năm nay cứ đến ngày 2 tháng 9 là tất cả anh em con cháu lại tề tựu về nhà bà Cao Thị Mừng để làm đám giỗ Bác Hồ. Bàn thờ Bác này là thời ông đã thờ rồi. Sau này ông mất đi là đến lượt cô thờ. Ông mất là 2010. 10 năm nay là 10 năm. Ông dặn ông là sau này cũng thờ cũng vậy. Thì nghe lời ông già ông dặn để mình thờ cũng hoài. Chừng nào mình già mình mất rồi thôi. Thế để ra cho con cháu tiếp thế. Con cháu là nó nhớ là nó cũng tiếp. Thấy việc làm của gia đình bà Cao Thị Mừng thật đáng trân trọng, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng chung tay đứng ra tổ chức, còn mời cả bà con hàng xóm đến dự. Dần dần, đám giỗ Bác Hồ ở nhà bà Cao Thị Mừng đã trở thành buổi sinh hoạt chính trị, vừa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ, đồng thời vận động mọi người luôn sống, học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, mọi người cùng thắp nhang tưởng niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đảng bộ và nhân dân trong thị trấn Càng Long đã báo cáo về những thành tích địa phương đã đạt được trong thời gian qua, cũng như nguồn gốc ý nghĩa của việc tổ chức lễ báo công dân Bác hàng năm tại nhà ông Cao Văn Đằng. Và xin hứa với Bác, chính quyền địa phương vẫn chung tay để tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này và tổ chức lễ giỗ cũng như lễ báo công dân Bác hàng năm tại đây. Xin hứa thực hiện tốt lời dạy của Bác, xây dựng quê hương Càng Long ngày một văn minh, giàu đẹp. Với người dân miền Tây Nam Bộ, Bác Lương là một vị lãnh tụ kính yêu trong trái tim của mỗi người. Đám giỗ Bác Hồ đã trở thành nét đẹp truyền thống, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho lớp trẻ hôm nay. Đối với chúng tôi, được tham dự hai đám giỗ Bác sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên trong chuyến hành trình này. Chúng tôi xin được kết thúc hành trình trên đất Vĩnh Long tại đây để tiếp tục xuôi về Long An, mảnh đất được mệnh danh là trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc. Chắc chắn nơi đó sẽ có những câu chuyện xảy ra trong cuộc chiến mà rất nhiều người chưa được biết.